Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Các bạn đã quay trở lại với kênh Hương Cà Phê lắm. Thì bữa nay mình đang ở trong nhà của thằng Sid nha các bạn. Mình có một cái trò chơi mới. Mày biết trò chơi gì không? À. Tụi nó giờ thì chưa biết bạn. Thì trò chơi này nó có tiền đó, mình có phần thưởng đó là cứ một lượt là 50k, một thằng á, một lượt đi á là được 50.000. Mà thằng nào mà đi từ đây lên tới đỉnh trước á thì được 50.000. Thì cái trò chơi này nó đặc biệt cái là nó đặc biệt một cái các bạn, thiệt luôn là mấy thằng này nó chưa biết, hiện mình chưa có nói cho nó biết. Nhưng mà mày chưa có biết đúng không? Chưa đúng không? Đây, mình sẽ chuẩn bị làm cho bạn xem nha. Rồi mình sẽ đến lúc mà bắt đầu mình sẽ nói cho nó biết. Bây giờ thì bắt đầu bạn. Thì bây giờ á mình có đánh hai cái mức. Bây giờ tụi mày băm cái đường này thẳng lên trên cái đỉnh lên kia đi. Ờ đúng rồi. Làm cho thẳng nha, chứ không thẳng là tụi mày mệt á. Thẳng lên. Nó chưa biết gì bạn. Rồi tiếp tục bên này. Ờ rồi tiếp tục bên này. Bên này cái đường đây luôn. Cái vạch này luôn. Ờ. Kéo lên lên đó. Ờ kéo thẳng nha. Bằng lên nha, chứ không có được méo mó được bây giờ. Rồi bắt đầu. Rồi nha bạn, đây là cái đường nha các bạn nha. Đây là cái đường để lên đó nha. Rồi bắt đầu là mày chỉ tao một cái đường, chỉ tao cái cây. Rồi được rồi, chỉ cho bạn. Rồi đúng rồi, chặt nhọn. Chặt nhọn đi. Ờ đúng rồi, cấm tiền với chặt nhọn. Ủa gốm tiền bạn. Cái mặt này đây, cấm ở đây. Đâu coi giá thưởng nào. Cấm đây, cấm đây cho tao. Ok, cấm đó nha, chuẩn bị để mình lấy 50 mình nhét cho đã. Bây giờ tụi bay đứng dứt gì hết cho tao. Đứng rồi, tao là thằng ở trên này. Nó chưa biết bạn ơi. Đây bạn, đây là tờ 50 nha các bạn nha. Mình sẽ nhét lên đây. Cái thằng nào tới mà lầm được cái tờ 50 này là của nó. Ok không? Ok chưa? Đây thôi, bây giờ tao mới nói nè. Bây giờ mày cầm cái cây này, cầm hai tay. Cầm hai tay nha, cầm hai tay vô. Hai tay chống xuống. Rồi. Đứng xa ra. Rồi đó. Bắt đầu là quay 40 vòng. What? What the fuck? Chơi vậy đó. Thì 40 vòng rồi đi thẳng bạn. Bây giờ đi quay không 40 vòng không? Rồi đi thẳng từ đây lên tới đó là lùm được 50. Chút đâu khơi khơi tao bẻ cái ôi. 30 vậy thôi, xuống còn 30 vòng. 30 vòng. 30 vòng. Quay đi. Bắt đầu chơi. À. Đúng là cái nào cũng chung trước hết. Giờ thằng nào trước được hết. Cho nào trước được. Đúng rồi. Quay nhanh lên nha. 1 2 3 4 5 6 quay nhanh lên 7 không 8 9 10 11 12 13 14 15 còn 15 còn 15 nhiêu 16 17 gì vậy gì vậy. Chơi bạn giờ đó 50 đó, giờ ta cho 20 vòng nhưng mà đứng quay luôn, khỏi cần chống cây mà không, khỏi cần chống cây đi. cái gì vậy chứ quay cho quay 20 vòng thằng Hiến được, đứng quay 20 vòng không, đứng luôn, đứng cho đứng quay luôn. Một quay xì tay quay nè. Vậy nè, để mình dựng máy mình làm thử cho nó. Vậy nè, bây giờ tụi bay làm vậy nè. Ngon. Làm gì đâu. Bay làm gì nè. Đó, tao đếm 20 vòng rồi tụi bay đi lên. Ok không? Chết. Không. Đây cuốc xa xa. Đây cuốc xa xa bạn, nó sợ vô cuốc vô cuốc rồi. Nó sợ cuốc vô đầu. Rồi thằng cho giống lên lại. Thì không cần cây, đứng như tại tao quay á. Rồi, 20 vòng nha. Xì tay ra.
2, quay nhanh lên, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ơi. Đi vô đi, còn 3 vòng nữa, 8, 19, rồi 20, vào đây đi, đi đi. Vậy ta là mày thua mà lấy tiền làm cái gì, xít xít đây đó. Giờ tới lượt xít xít để mình dựng máy cho các bạn. Bây giờ dựng máy lên này nè, để mình dựng máy các bạn, để cho nó đi. Nhìn ở này thấy được cái đường rồi, chuẩn bị đi, rồi bắt đầu đi, quay đi. Ờ đúng rồi, 5 nó lấy được 50 không? Đồ không? Quá ghê bạn. Đồ vậy mà nó tới nó lầm được 50. Nó lấy được 50 rồi, kỳ vậy? Sao vậy? Giờ tiếp tục. Giờ tới lượt mày. Tới lượt dâm. Giờ tới lượt dâm. Rồi để mình gắn 50 nó lại bạn. để dùm nó gắn lại 50 ngàn bạn, gắn nó lại rồi. Giờ tới lượt dùm thi là trật lát rồi. Sao lúc nào thằng xít nó cũng thắng là sao hả? Không biết. Còn mày nãy mày đi lên tới đây rồi, nó lên tới đây nó thò tay nó lên tới đây nó lấy đi luôn đi, lên tới đây tự nhiên lạc nó đây chi. Bây giờ tới lượt dùm nha các bạn nha, mình sẽ đặt góc máy ở dưới này rồi. Từ từ đặt con máy dưới đây. Rồi đầu mày quay đi. Quay đi. Tới lượt mày quay á. Ừ. Ờ 50 ngàn á. Ừ. Quay nhanh lên nha. Từ từ để bấm máy đã. Rồi ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi đi đi, đi đi, đi đi. Cho mày cơ hội nữa, đi đi. Cho mày cơ hội nữa, tiếp tục. Đi đi, đi. Rồi. Rồi. Không được các bạn nha, cho nó hai cơ hội luôn mà không được. Sao vậy? Sao? Dài vậy? Hả? À? Không, vậy là không được hả? Giống như mình mới tập uống rượu đó. Ok, giờ. Vậy là ấy tà 50 đây đâu cũng phải của mày không tạo mẹ ngày nay không lấy. Đúng rồi đó, vậy là tà 50 là thằng xít làm được các bạn. Đồ công nhận xít đi ghê bạn, nó đi nói tiếng kinh, nói tiếng ba na ơi. Do mày không biết chơi mày thấy thằng xít nó đi không, mấy xít không. Quên chứ xít đây là con xít nha các bạn, tiền của nó
Mình xích nó đi vậy nè các bạn, để mình thử lại cho bạn xem. Nó đi vậy nè. Tụ đi, đó mà đi lên tới nơi không? Còn ông nội này đi lên tới đây rồi. Tới đây rồi. Lên tới đây rồi. Về đây không đâu, tự nhiên lên tới đây cái gì qua đây đi qua đây. Trời ơi. Đây là tao vẽ cái vòng này là bự rồi đó. Mình vẽ cái vòng cửa đó mà tụi nó chơi không được bạn, chỉ có một mình là xít à. Mà lúc nào xít nó cũng thắng hết á. Trò nào nó cũng thắng hết. Thích uống rượu phải vậy. Hôm bữa mình có làm một clip trên. Trên là bỏ mù tạt trong chai trà xanh đó bạn, nhưng mà nó cũng có hết luôn, nhưng mà clip đó nó bị hư cho nên mình không có đăng được. Hư rồi thì nó bị hư rồi sao sao không đăng được? Làm bữa đó tao tốn hết bao nhiêu ta? Trăm mốt hả? Bữa mình mất hết 101 bạn, nhưng mà không có video. Đây sao không nổi hả? Bằng thử coi. Nó kêu bữa nào bạn thử coi bạn, thì bữa nào các bạn thử chơi một trò chơi như y chang mình thử coi chơi nổi không. Bữa sau ta cũng có một trò chơi y chang vậy nữa, nhưng mà nó lại khác. Đá bóng này hả? Đá bóng xoay được. Đá bóng gì đây mày? Không, nghĩa là để bóng nó mình xoay rồi mấy chục vòng rồi mình đá. Đúng. Cho mày chơi trò đó luôn. Bây giờ thì clip tới đây nha các bạn nha. Thì trò chơi bây giờ nó tới đây là xin tạm dừng. Hẹn các bạn clip sau. Clip sau thì tụi mình sẽ có một trò chơi mới nữa. Trò chơi bữa nay mình tưởng là không có. Nếu mà bữa nay mà không có người nào chiến thắng á, thì mình cũng để 50 ngàn đó cho tụi nó đi mua rượu uống. Nhưng mà bây giờ tụi nó thắng rồi, tụi nó lấy 50 ngàn để mua rượu. Người chiến thắng các bạn, đó là người chiến thắng không? Lúc nào nó cũng thắng á. Tôi công nhận này, lúc nào nó cũng thắng á. Ghê thiệt. Đậu xanh á. Bây giờ chào các bạn nha, hẹn các bạn clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh để mà có những video, xem những video mới và hay nhất các bạn. Bây giờ chào tạm biệt các bạn. Chào.